kính thưa chú cha thiên úy, các trợ úy, các huynh trưởng và các em thiếu nhi thánh thể thân mến, giây phút này là giây phút rất là linh thiêng, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Và ngày hôm nay thì quy tụ nơi đây có các huynh trưởng đến đây để đón giao thừa với cha, cùng nhau cầu nguyện để xin Chúa chúc lành trong một năm mới. Vì vậy bước sang một năm mới, năm 2020, cha cầu chúc cho các trợ úy, các huynh trưởng và tất cả các con thiếu nhi thánh thể sang năm mới Chúa ban cho mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và ân lộc của Chúa. Xin mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, ngày xưa mẹ đồng hành, mẹ yêu thương, mẹ ôm ấp che chở Chúa Giêsu thế nào thì bây giờ xin mẹ cũng che chở tất cả các em thiếu nhi. Và xin mẹ chúc lành cho liên đoàn của chúng ta bước sang một năm mới càng ngày càng thăng tiến, đạo đức và càng ngày càng sốt sáng.